Theo lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, năm 2024 này, Cảng đặt mục tiêu đón 1 triệu 500.000 lượt hành khách. Theo báo cáo năm 2023, Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ đã thực hiện cất hạ cánh thành công, đảm bảo an toàn, an ninh, chất lượng dịch vụ hơn 9.000 chuyến bay nội địa và quốc tế, với gần 1 triệu 400.000 lượt hành khách. Doanh thu năm qua của Cảng đạt 110% so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài các chuyến bay thường lệ, cảng còn phục vụ trên 26 lần chuyến bay chuyên cơ, phục vụ đoàn công tác của lãnh đạo đảng nhà nước và phục vụ các chuyến bay quốc tế của các đoàn ngoại giao, thương nhân đến làm việc, tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh tại thành phố Cần Thơ và dùng đồng bằng sông Cửu Long. Hiện cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đang phục vụ 7 đường bay, trong đó có 2 đường bay quốc tế đi và đến từ Hàn Quốc và Đài Loan, Trung Quốc. Đặc biệt, trong thời điểm Tết Nguyên đáng Giáp Thình, từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, Cảng có 144 chuyến bay nội địa và quốc tế với tổng số gần 22.200 lượt hành khách.